Thư sư, trong bài kinh nhập tức xuất niệm có câu cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Nên hiểu vẻ tu tập như thế nào, vì ấy tạo cảm giác hỷ thọ hay khi có cảm giác hỷ thọ thì vị ấy quán ạ? Trong câu cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, từ tâm hành đây có nghĩa là gì? Xin thưa đó, đây là vấn đề của bản dịch. Cái câu hỏi của cô là do vấn đề của bản dịch. Thì để mà giải quyết á, thì sư đề nghị quý vị xem cái bản dịch của Ngài Chánh Thân khi mà Ngài dịch cái đoạn này. Mà ở đây thì chắc quý vị cũng không có nhu cầu mà đọc cái Bali. Bali cá không phải. Đây. Đây trích dẫn à. Đây này các tỳ khưu, ở đây vì tỳ khưu đi đến khu rừng hoặc đi đến gốc cây hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xuống xếp chân thấy kiết già, giữ thân thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện ha, thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm vị ấy thở ra, có niệm vị ấy thở vào. Xin thưa, khi mà quý vị có niệm vị ấy thở ra, có niệm vị ấy thở vào, quý vị đủ để tu tập cái chuyện này cho đến tứ thiền. Có nghĩa là từ cận định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quý vị đủ để quý vị tu tập cái chuyện này. Có niệm vế thở ra, có niệm vế thở vào, đủ tới tứ thiền. Cái đề mục hơi thở là một đề mục chỉ trước quán sau. Có nghĩa là sau khi mà vị ấy có định rồi đó, thì vị ấy mới bắt đầu tu tập các phương pháp thiền quán. Đây, thiền quán như thế này. Trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết tôi thở ra dài, nhận biết chứ không phải là vị ấy tụng ở trong đầu. Đức Phật không có nói là vị ấy tụng ở trong đầu tôi thở ra dài, mà vị ấy nhận biết tôi thở ra dài đó. Rồi trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết tôi thở vào dài. Rồi đây tiếp, nhận biết rõ toàn bộ hơi thở tôi sẽ thở ra. Đấy, nhớ nhận biết rõ toàn bộ hơi thở vì tôi sẽ thở ra. Chắc sư phải mở cái bản Sutta Sento. Sư không nhớ nằm ở chỗ. Này. Đây, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô. Thì đây là vấn đề của bản dịch ha. Nếu đúng là không phải cảm giác mà là nhận biết rõ toàn bộ hơi thở tôi sẽ thở ra. Vì ấy thực tập, nhận biết rõ toàn bộ hơi thở tôi sẽ thở vào. Vì ấy thực tập ha. Đấy, khi mà quý vị thực hành theo cái bản dịch của Ngài Chánh Thân thì nó sẽ rất là rõ ràng. Vì ấy chỉ cần nhận biết thôi, nhận biết thôi ha. Rồi an tịnh thân hành, đây an tịnh thân hành đây, làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở tôi sẽ thở ra. Vì ấy thực tập, làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở tôi sẽ thở vào. Vì ấy thực tập. Rồi nhận biết rõ hỷ tôi sẽ thở ra. Vì ấy thực tập,
Nhận biết rõ hỉ tôi sẽ thở vào, vì ấy thực tập. Rồi thì như ở đây nè, hỏi nè, đây nè, đây cảm giác hỷ thọ, cảm giác hỷ thọ thì quý vị nên, nên theo cái bản dịch của ngài chánh thân, vì ngài dịch rất là sát với Pali ha, ngài dịch rất là sát, bản dịch của ngài là chính xác, độ chính xác rất là cao ha. Nhận biết rõ hỷ tôi sẽ thở ra, có nghĩa là khi vị ấy thở ra đó, vị ấy nhận biết, nhận biết là có hỷ xuất hiện, vị ấy nhận biết, nhận biết chứ vị ấy không có tụng nha, không có tụng nha, không có tụng là thở ra với hỷ, thở vào với hỷ, vì không có tụng nha. Vị ấy nhận biết cái này thì phải là một vị thực hành tứ niệm xứ một cách thuần thục, vị ấy mới đi được đến cái bước này, có nghĩa là vị ấy biết rõ thở ra mà có hỷ, nhận biết được hỷ với khi vị đó, khi vị ấy thở ra đó, nhận biết được hỷ khi vị ấy thở vào, nhận biết được đấy, biết rõ lạc, nhận biết rõ lạc đấy, vị ấy thở ra nhận biết rõ lạc, vị ấy thở vào nhận biết rõ các thành phần của tâm tôi sẽ thở ra, có nghĩa là vị ấy thở ra thở vào, vị ấy nhận biết rõ các thành phần của tâm. Nhưng mà xin thưa, để mà quý vị mà đi được đến cái đoạn này đó, để quý vị đi được đến cái đoạn này đó, thì quý vị làm ơn đi cái đoạn này trước, có niệm vị ấy thở ra, có niệm vị ấy thở vào. Chừng nào mà quý vị thực hành được cái chuyện này, mà quý vị đi được đến cái cận định đã, rồi quý vị tính tới cái những cái chuyện khác. Chúng khi mà quý vị đi xuống những cái này đó, mà quý vị chưa có biết cái cận định nó như thế nào á, thì nó giống như là một người mà chưa học bò mà đã lo học chạy, giống như một cái đứa bé nó chưa có nâng được một cái cục tạ 1 kg mà nó đòi nó nâng một cái thanh tạ 50 kg vậy đó. Nó quá sức đối với quý vị, nó quá sức đối với quý vị ha. Làm ơn đi từng bước, có niệm vị ấy thở ra, có niệm vị ấy thở vào. Chỉ riêng chuyện thở vào thở ra có niệm này thôi, quý vị đủ để quý vị tu tập 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, chứ không phải là sư nói sư hù quý vị đâu. Rồi sau đó, đó khi mà vị ấy có được cái sự cận định, mà vị ấy không muốn tu tập đi đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì cũng được. Khi đó vị ấy mới tiếp tục đi xuống cái này, đó là nhận biết tôi thở ra dài, hoặc trong khi thở vào dài vị ấy nhận biết tôi thở vào dài, hoặc trong khi thở ra ngắn vị ấy nhận biết tôi thở ra ngắn, hoặc trong khi thở vào ngắn vị ấy nhận biết tôi thở vào ngắn. Làm ơn tới cái này, tới cái bước này đủ để vị ấy thực tập 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Chúng ta có một cái thói quen là chúng ta rất thích đốt cháy giai đoạn, rất thích đốt cháy giai đoạn. Mà chính vì quý vị đốt cháy giai đoạn cho nên là khi mà đến cái chỗ này là quý vị sẽ bối rối. Trong khi nếu mà quý vị thực hành mà tuần tự một cách từ tốn, không có ai hối quý vị hết, thực hành một cách từ tốn, thì khi đến đây khi đó cái niệm và cái định của quý vị nó đã mạnh mẽ rồi, quý vị sẽ thấy cái chuyện này nó không có khó. Đó là khi mình thở vào có hỷ vị ấy nhận biết, thở ra có hỷ vị ấy nhận biết, thở vào có lạc vị ấy nhận biết, thở ra có lạc vị ấy nhận biết. Cái chuyện đó đối với một người hành tứ niệm xứ một cách miên mật niệm và định một cách mạnh mẽ nó không khó, nhưng mà đối với một người thực hành tứ niệm xứ mà chỉ mới ở cái bước sơ cơ, có niệm vị ấy thở ra, có niệm vị ấy thở vào, mà quý vị đòi nhảy xuống dưới đây thì nó giống như một cái đứa bé mới đánh dần ABC mà nó đòi viết một cái văn bản luận văn tiến sĩ vậy đó ha. Rồi cho nên khi một vị hỏi cái này,
Khi quý vị hỏi cái này thì sư trả lời một cách đơn giản là làm ơn quay trở lại hơi thở vào, biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Để chi? Để cái niệm, cái định của quý vị đó, nó tăng trưởng. Và cái chỗ mà dịch chưa có chuẩn này thì sư đã hướng dẫn quý vị cái chỗ dịch chuẩn để quý vị nếu như muốn quý vị có thể tham khảo ha. Đây là cái bản dịch của ngài chánh thân, quý vị có thể bấm ngưng ha, bấm tạm ngưng video, quý vị ghi chép lại cũng được ha.